Thủ Thiêm là một khu vực đất địa cách trung tâm quận nhất có 300 thước và ngay bờ sông Sài Gòn. Giá đền bù ban đầu thấp so với giá thị trường nhưng hiện giờ đã tăng lên hàng trăm triệu đồng mỗi thước vuông. Có khoảng 150 ha đất đã bị giải tỏa, tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp và quan chức lời hàng trăm ngàn tỷ đồng. Tuy đã hơn 25 năm chính quyền vẫn chưa giải quyết xong. Đầu tháng 7, gần 100 người dân Thủ Thiêm đã quyết định quay trở về khu đất cũ của mình nằm ở khu vực phía bắc thuộc phạm vi 5 khu phố 3 phường. Mà mọi người khẳng định là nằm ngoài ranh quy hoạch nhưng vẫn bị chính quyền cưỡng chế thu hồi. Và hàng ngày bà con phải chịu đựng những đe dọa trấn áp rất hung hăng của chính quyền. Bây giờ tài sản ở dưới trời Phường có lấy hay không? Đó, sao không biết? Ngày hôm qua anh trong lực lượng có mặt anh kéo năm giờ sáng kéo chúng ta làm gì? Kéo mà trả lời sáng kéo về hiện trường gì? Mới về hiện trường gì? Hiện trường tháng giờ quan trọng nhất là cái mầm mống cái thế hệ sau này nè. Cái tư tưởng nó như thế nào mới là quan trọng. Dân khổ đã không có tiền rồi. Khi con mình nó sắp chết tới giường, bạn nó hỏi. Bây giờ cái chuyện cầu cả đồ đồ của tao thôi. Mà tại sao dân người ta reo chửi dữ vậy? Đây nè, cái bức bộ, cái bàn ghế dưới nóc nè, cũng chi nè, tao mượn nè. Trả lời như sao? Đó là quan trọng. Con tôi hỏi tôi. Sao cái ghế đó? Sao hiện giờ nhà mình không có phòng cho con? Ba đi hồi nhà tới đâu rồi? Tôi không biết trả lời như thế nào. Tôi sợ tôi bây giờ đó dòi vô đầu rồi. Mấy đứa trẻ con nít đó bây giờ dòi nó vô đầu đó. Ba đi tới ngày mai đi rồi nhà không à? Chúng tôi hỏi đó rồi. Cái người mới suy nghĩ cái tư duy của mấy người lại trước đi. Nó không có bồi cho dân mà nó chỉ có bồi cho mỗi cái thằng tham nhũng thôi. Đất của chúng ta là đất vàng, đất vàng của chúng ta. Giám đốc cả chứ. Nghĩ không làm trả lời cho tôi. Mình phải tôn trọng trả là ngày nay đâu phải ngày nay nè. Xong mày có liêm sĩ một chút, phải làm một con người. Nói thiệt á, mày nó làm á không có luôn giết gì hết trơn á. Làm cái gì? Tối đi dở đầu người ta sáng cho mày về cho mới có 5 giờ nó tuôn xuống sáng cho mày về hiện trường mà hỏi đầu nè, có lẽ tao không biết ai chịu nổi không? Làm thì có là người dân người ta con mình nít, sống trên đài mà con người phải có liêm sĩ một chút. Để mà lỡ con mình có hỏi mình còn trả lời thẳng thắn với con mình rằng chứ đừng để là con mình hỏi là mày còn hấp ứng. Mặt tiền nên lên mặt cái dân như thế nào đó. Mình nói mình người có quyền làm đúng theo pháp luật. Anh giải trình cách tụi bên làm đúng hiến pháp pháp luật không? Có, thấy không? Hả? Làm không có luôn biết gì hết trơn á. Giấu đầu rồi. Cây kim sợ chỉ của dân cũng không quyền được lấy. Tối á thì 1, 2 giờ kia á. Nếu dân vi phạm, rồi sáng á. Phải xuống lập biên bản hiện trường. Hiện trạng bây giờ có cái gì cái gì? Cái gì cái gì? Năm ba bên ký vô, bất thu giữa. Tài sản của dân đem về mai nó làm bằng chứng để mà trả cho người ta. Anh không
giải quyết được người ta thì còn 3-4 giờ sáng đi xuống. Cái thằng ăn trộm quá là thằng này nè. Rồi coi như là ăn cướp ăn cắp của người ta chứ là cái gì nữa. Làm cái gì? Mình là một người thi hành pháp luật, làm cái gì đừng để dân người ta chửi, đừng để dân người ta nói. Mình làm sai người ta chửi, làm sao nói được? Thì yêu cầu trả đồ cho tôi. Quỹ ban nhân dân phường An Khánh trả đồ cho tôi. Nó có quyền nó đứng nó che mặt lên. Vâng, thì vậy nó đứng vậy à. Không, thì má tám ra đằng trước. Nó ra đằng trước nó ghi cho. Nó ra đằng trước nữa mình ra giữa đường mình đứng. Ra giữa đường. Quỹ ban nhân dân phường An Khánh. Lấy đồ của tôi, trả đồ cho tôi. Nửa đêm bọn ai vào kia. Xanh vô vậy lấy đồ. Trả đồ cho tôi. Trả đồ cho tôi. Trả đồ cho tôi. Lấy cái gì ra người ta chứ. Đó ra trước mặt này ra trước mặt. Cái này á là mình đi ra đi chứ. Cái này là phường cái em chỉ đạo em chỉ đạo người ta rồi chăm nó nắng nào cả đồ cả đúng luôn. Ra giữa đạo dẫn luôn. Tội công đứng kia là phường do phường chỉ đạo. Đó phường chỉ đạo cho mấy dân quân nó làm như vậy. Đó người ta phường. Ai sợ dân quân làm gì vậy? Ông kêu cái chuyện này tao đứng trước mặt người ta mà đứng trước mặt người ta không bằng người lớn mà. Ừ. Tao mà lấy đầu người ta mà không chịu trả. Lấy đầu trả đi. Mày kêu mày kia tao nói kêu cái cha khác cha ta.